Arahang Samma Sambuddho Bhava Buddhang Bhavantang Abhivadeyami Sokato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasvami Suppatipanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghang Namami Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thân Bà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài để mà gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược, có những công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sinh. Người nào hành theo thánh giáo sẽ được sự lợi trong hiện tại lẫn tương lai. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là người thừa hành theo thánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của nguồn sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách quán tắc, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bốn dự lưu chi phần. Và trong thời pháp trước là chúng tôi giới thiệu quý vị là hai chi phần của bậc dự lưu, tức là thứ nhất là mình có phát sinh cái niềm tin mình đặt vô trong cái pháp bảo. Vì những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy đó chính Ngài đã thực chứng, không phải là những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy do Ngài tưởng tượng ra hoặc là do sự suy luận ra, mà những gì mà Đức Phật Ngài dạy đều có một cái sự chứng ngộ rõ ràng, và Ngài đã cảm nhận được cái sự chứng ngộ đó và Ngài thuyết giảng lại cho chúng sinh cùng nghe. Và chúng ta có niềm tin ở đó, có niềm tin đó thì chúng ta gần gũi với bậc gọi là bậc chân nhân, thân cận bậc chân nhân. Và khi mà thân cận bậc chân nhân đó, thì chúng ta sẽ vì vị đó là cái vị đã kinh qua những cái bước đường đi và người ta chỉ con đường mà vị đó đã đi qua nghe như vậy. Rồi chúng ta nói tiếp, chúng ta theo sao. Và cái chi phần thứ hai là chúng ta nghe được cái diệu pháp. Diệu pháp là cái pháp mà dẫn đi tới ra khỏi luân hồi, hay là dẫn tới cái sự chấm dứt cái khổ. Cái khổ mà thật sự nặng nhất cho chúng ta đó, đó là cái già và chết. Già và chết bất kỳ ai cũng phải nhận lãnh hết. Chí đến Đức Thế Tôn, Ngài cũng phải bị già và chết. Mặc dù thành Phật rồi, nhưng già và chết vẫn đi tới như vậy. Thì chúng ta không là gì hết, đương nhiên chúng ta cũng sẽ bị như vậy thôi. Và chúng ta chấm dứt cái đó để chi? Để không còn phải sinh trở lại trong cái thế gian này, rồi là phải là bị chết, vân vân. Sinh trở lại thế gian này mà được sự an lạc tạm thời, nó cũng là một điều vui. Nhưng mà thật sự ra, nếu sinh lại trong thế gian này thì không sớm thì muộn, không chống thì chạy, thì chúng ta cũng sẽ phải một lần nào đó cũng phải rớt xuống bốn khổ cảnh. Mà một khi mà rớt xuống địa ngục rồi thì cơ hội được sanh lên làm người nó cực kỳ khó. Nó khó đến mức độ mà nếu như bảo rằng mò một cây kim dưới đáy bể, cái sự khó mà tìm được cây kim ở dưới đáy bể, dưới biển, nó khó như thế nào thì cái sự mà từ cái khổ cảnh là địa ngục hay là súc sanh được sinh lại làm người nó cực kỳ khó, trăm lần cái đó luôn. Và cái hình ảnh mà Đức Phật đã cho chúng ta thấy á, là có một cái mảnh ván nó cứ trôi phập phền theo cái sóng nước nha. Nó có thể trôi từ đông sang tây, từ tây sang đông, từ nam xuống bắc, từ bắc xuống nam, và nó theo cái sóng nước nó trôi phập phền vậy. Và trên cái tấm gỗ đó nó lại có một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ này vừa đủ để một cái con rùa nó đưa cái cổ lên trên.
Và một con rùa mù ở dưới đáy biển như vậy đó, cứ 100 năm nó từ đáy biển nó nổi lên. Và khi mà nó nổi lên thì nó đưa cái cổ nó trúng ngay cái lỗ ở trong cái miếng gỗ đó, đó. Nó là cái xác suất được sanh làm người. Nó từ ở cổ cảnh, con rùa ở dưới đáy biển giống như ở cổ cảnh. Và một cái trăm năm mà nó từ từ cái đáy biển nó trồi lên, mà nó đưa được cái cổ vô trong cái miếng gỗ, càng trôi bập bềnh theo sóng nước nó. Và được như vậy đúng không? Có mức độ như vậy. Cho nên cái khổ mà chúng ta đang cái ấy, nó không phải là cái khổ họ thất bại những tiền tài danh vọng. Cái khổ nó nhỏ lắm. Mà cái khổ thực sự lớn á, nó chính là cái già cái chết nó đi theo sao chúng ta. Thì chúng ta tin được cái pháp đó, cái pháp mà dẫn ra thoát khỏi cái già bệnh chết. Cái khổ, cái pháp nào mà đưa tới sự giác ngộ chấm dứt cái khổ, đó là được gọi là diệu pháp. Còn những pháp mà như thế này, như thế kia, nó theo cái cuộc đời như vậy thì không phải. Bởi vì cái pháp mà chấm dứt dòng sinh tử luân hồi, chấm dứt đi cái già bệnh chết, nó cái pháp gọi là xuất luân hồi, ra khỏi luân hồi. Là chúng ta cần những cái pháp đó. Còn những pháp còn trong luân hồi thì ta sẽ không cần thiết tới. Thì chúng ta có hai chi pháp đó rồi. Bây giờ chi pháp thứ ba. Chi pháp thứ ba là có cái tác ý khéo, hay là cái Yoniso Manasikara. Thì chữ Yoniso Manasikara đó, Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch là cái như lý tác ý. Như lý là đúng như thật, đúng như thật. Cái tác ý là hướng về đúng như thật. Vậy chữ Pali gọi là Yoniso Manasikara. Chữ Yoniso được phân tích từ ra thì còn gồm cái từ là Yoni. Yoni là nơi sinh ra, nơi sinh ra. So là đúng đắn. Manasikara, kara là làm, cho nên dịch là tác, là làm đó. Còn Manasi là ý hướng đến. Cái ý nó hướng đến, làm sao cho cái ý hướng đến một cách đúng đắn thì được gọi là Yoniso Manasikara, hay là như lý tác ý, tác ý đúng như thật. Nếu cái cụm từ này bằng chữ Hán thì chúng ta khó mà chúng ta hình dung ra được. Và Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài dịch cái chữ Yoniso Manasikara có là tác ý khéo. Tác ý khéo, tác ý khéo đây có nghĩa là nó thiện xảo, nó làm cho đúng như là cái điều sự thật. Mà điều sự thật nó là cái gì? Và tại sao phải tác ý tới nó? Chạy vậy. Và trước tiên chúng ta phải tìm để biết được cái ngữ nghĩa như vậy. Mà cách làm nó như vậy thì chúng ta mới có đạt được cái tác ý khéo, hay hoặc là cái như lý tác ý, hay là cái gọi là Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara thì tạm thời chúng ta dịch theo cái bình dân, cái tiếng Việt chúng ta cho dễ hiểu. Thì có nghĩa là mình hướng tâm đến một những cái gì thuộc về đúng đắn nhất, đúng đắn nhất. Như vậy là chúng ta cũng dễ hiểu được cái điều này. Thì các ngài mới nói rằng cái Manasikara đó nó ví như là cái bánh lái của một con thuyền. Thông thường thì mỗi con thuyền nó đều có một cái bánh lái, và cái người điều khiển con thuyền đó, hoặc là chủ thuyền, hoặc là người tài công, hoặc là cái người mà điều hành con thuyền đó, thì họ hướng vô cái nào đó, họ đưa cái bánh lái về cái hướng đó. Và tự nhiên cái con thuyền nó sẽ đi vào trong cái hướng mà nó đúng. Một điều duy nhất là định hướng được cái con thuyền đi vào cái hướng đúng hay là định hướng con thuyền đi vào sai, đó là cần đòi hỏi một cái sự nhận biết rất là sâu thẳm, rất là đặc biệt. Một người tài công có một con thuyền, và trong cái chiếc thuyền đó nó có một cái bánh lái, và người tài công nó hướng cái bánh lái về hướng nào thì con thuyền sẽ đi vào hướng đó. Và cái nếu mà cái người tài công hướng cái bánh lái về con thuyền đi về cái hướng sai quấy thì con thuyền sẽ đi vào hướng sai quấy. Và nếu như nó hướng đúng vào một cái nơi an toàn thì con thuyền sẽ đi đến cái nơi an toàn, và sau khi được an toàn thì người đó sẽ bước lên cái bờ mà đi. Thì chúng ta như cái hình dung như vậy,
Tức là con thuyền nó cứ lên, nó trôi trên mặt biển. Và nhờ cái bánh lái con thuyền và trên những cái dọc cái bờ biển đó, nó có những cái bến cảng. Có những bến cảng tốt đẹp, có những bến cảng không tốt đẹp. Mà nếu như cái người lái thuyền họ không định hướng được con thuyền đi vào trong bến cảng thì con thuyền nó chắc chắn nó sẽ không thể ra vào trong bến cảng được. Và nó cứ bập bềnh nó đi xuôi theo dòng nước và không bao giờ nó được sự an toàn hết. Bởi vì cuộc hành trình ở trên bập bềnh trên sóng nước như vậy, nó có thể những cơn bão bất ngờ khởi lên. Và để minh họa cho cái vấn đề này thì ngài Lady Sayadaw, một vị gần như là cao tăng của Miến Điện, đã có một cái hình ảnh rất là hay, rất là sinh động, rất là tốt đẹp. Và quý vị sẽ chú ý tới một cái ví dụ này và quý vị thẩm tra lại. Thì ở trên một cái con thuyền như vậy đó, trên một cái dòng sông như vậy thì nó có một con thuyền. Và trên một con thuyền thì trong cái bước đi từ nơi này sang nơi khác của con thuyền này thì có những lúc con thuyền nó đi một cách bằng phẳng, sóng yên gió lặng và nó đi rất êm ải. Nhưng mà cũng có những lúc cái con thuyền này nó lên gần xuống thác, nó đổ ầm ầm xuống. Có đôi lúc nó bị lật rồi, người tài công phải cố gắng làm cho nó trở lại để mà tiếp tục đi. Rồi có những lúc những con thuyền này nó đi qua một cái vùng tăm tối vào ban đêm, nó chỉ nó phó mặt cho sóng nước rồi lang thang đẩy nó đi mà thôi, và nó đi theo cái dòng sóng nước đó. Rồi cũng có lúc những con thuyền này đi qua một cái vùng sáng nhưng mà nó không tìm được một cái thành phố, nó không tìm được một cái bến cảng và nó lại tiếp tục lên đên theo cái dòng nước nó ra đi. Rồi cũng có lúc nó đi qua một cái nơi ở trên bờ đó có những cái thành phố rất là hoang lạc, rất là an vui và nó có cái bến cảng đi vào. Nhưng mà vì nó không có cái người tài công nó quá yếu, quá kém, không có khả năng, không thể lái con thuyền đi vào trong bến cảng nữa, người không đi vô trong cái bến cảng được, nên không có thể bước lên bờ để đi vào cái thành phố an vui tịnh lạc như vậy. Thế là cái con thuyền nó phải đi theo, nó phải trôi theo cái dòng sông, rồi nó đi mãi, cuối cùng nó lọt vô trong một cái biển khổ. Thì cái dòng sông này chỉ cho cái dòng sông luân hồi, nó chạy từ quá khứ cho đến trong hiện tại này, nó cứ xuôi chảy như vậy. Và con thuyền này chính là cái thân ngũ quẩn. Trên con thuyền có những cái bảo vật, nhiều cái bảo vật. Cũng như trong cái thân ngũ quẩn chúng ta có rất nhiều cái tinh hoa của cái đời sống tu tập. Những tinh hoa đó là gì? Như là niềm tin, rồi sự tinh tấn, rồi sự ghi nhận, ghi nhớ, rồi cái sự an trú tâm trong một cái thiền định, rồi mình có một cái trí tuệ nhận định được cái đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là có lỗi, đâu là không có lỗi, v.v. Tức là con thuyền này nó chứa đầy những cái bảo vật, nó chở đầy những bảo vật. Nó chỉ vì con người tài công không có biết sử dụng cái bánh lái này để đi vào trong cái bến cảng nó được an toàn, giúp cho con thuyền nó có bến cảng nó đậu và người đó lên một cái kinh thành đầy an lạc, đầy an vui. Thì có những lúc mà con thuyền nó trôi xuôi vậy, có những lúc mà nó đi bằng phẳng, nó không có bị sóng gió, nước lặng, gió yên nào, thì chính là những cái lúc cái thân ngũ quẩn này nó nhận lấy những cái quả an lạc, những quả thiện mà chúng ta đã gieo trồng. Thì tới hồi cái kết quả thì con người ta cảm thấy hạnh thông, làm việc cũng hạnh thông, sức khỏe cũng tốt, đẹp, đầu óc cũng minh mẫn, mọi chuyện đều nó tiến triển. Cho nên chúng tôi nói quý vị rằng những cái gì mà quý vị hiện hữu được ở đây trong hiện tại đó, nó không phải cho ai cho hết á, mà tự chúng ta đã tạo một cái nhân trong quá khứ và bây giờ đây chúng ta hưởng nhận cái kết quả đó thôi. Không có một cái thượng đế nào cho chúng ta cả, mà cũng không có một ai cho chúng ta cả. Chúng ta phải đánh bạc đi một cái tư tưởng chính tôi là cái người tạo ra một kết quả đó, và chính tôi là người nhận lấy một kết quả đó. Không ai ban cho tôi cả,
không thể nào có một trường hợp là mình uống thuốc mà người khác hết bệnh, chuyện nó không xảy ra. Cũng không thể nào có một trường hợp là người khác ăn mà mình no, chuyện nó không xảy ra. Mà tự mình phải ăn mình mới no, là tự mình uống thuốc mình mới hết bệnh, chứ không phải là người khác uống thuốc mà mình hết bệnh, chuyện nó không xảy ra. Cũng vậy, những cái quả an lạc mà mình làm ra, tức là những cái nghiệp tốt mình làm, thì bây giờ nó cái thời nó trổ quả an lạc đó, nó có những quả an lạc đó. Cái điều còn lại là cái quả an lạc nó, mình sử dụng cái quả an lạc nó như thế nào mà thôi. Nó cũng là một hình ảnh mà chúng ta dễ minh họa cái điều này. Cái một người trồng một cây cam hay là một vườn cam, rồi sau đó cái cam này hoặc cái vườn cam này cho những trái cam ngon ngọt, và người đó thọ dụng những quả cam ngon ngọt, nhưng chắc chắn họ sẽ không thọ dụng hết. Phần còn lại thì họ sẽ của họ đó, nhưng mà họ sử dụng sao cho hợp lý. Ví dụ một vườn cam vậy, giỏi nhiều lắm, họ ăn 5-10 trái thôi rồi họ ngán, lúc nào cũng bị vô thường mà cũng ngán. Thì số cam còn lại họ phải làm gì đây? Họ bán. Họ bán rồi họ làm gì đây? Họ có tiền. Có tiền họ làm gì đây? Có tiền họ đi đánh bài, cái đó mới chết. Có tiền họ đi cá độ, cái đó mới chết. Rồi có người khôn ngoan hơn, có tiền họ làm phước, họ xây chùa, họ cúng dường những vị sa môn, rồi họ tạo những cái phước đức. Hai cái hình ảnh này khác nhau. Một ai khác nhau đó là do gì? Do cái gì? Do cái tâm nó hướng tới. Cái tâm mà hướng tới hưởng thụ thì họ có tiền rồi thì họ ăn sang, ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà cao, cửa rộng, vậy không vậy? Mà lúc đó họ rất là khó khăn trong cái việc mà bố thí cúng dường, rất khó khăn. Vì sao? Tại cái tâm lý họ muốn hưởng thụ nó là như vậy. Và cái sự tác ý như vậy là tác ý sai rồi, tác ý sai rồi, nó không có đúng. Một cái người khôn ngoan hơn, rồi họ lại dùng cái đó họ đi cúng dường, họ tạo phước rồi vân vân. Nhưng mà cúng dường tạo phước để làm gì nữa? Lại là một cái vấn đề nữa. Bây giờ trước đây trồng cây cam, trồng cây cam có được những cái vườn cam, những trái cam ngon ngọt, bán có tiền, có tiền rồi sử dụng một phần cho mình, sử dụng một phần để nuôi cha mẹ, sử dụng một phần để nuôi vợ con, sử dụng một phần để đi cúng dường cho hàng vậy. Thấy hay quá rồi. Nhưng mà cúng dường rồi lại phát sinh nữa, thì cúng dường để làm cái gì? Nó lại một cái vấn đề nữa, nó lại một cái chuỗi dích dắt đi tới. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tạo những phước như vậy, tạo những phước như vậy để làm gì? Thì cũng những lúc mà cái con thuyền này nó đi trên một cái khúc sông bằng phẳng, gió yên sóng lặng, rồi chúng ta tưởng là chúng ta giỏi, chúng ta tài. Thật ra không giỏi không tài, không ai giỏi không ai tài, mà lúc đó chỉ có cái là phước nó trổ. Mà phước nó trổ thì mọi việc hạnh thông, mà mọi việc không, từ đó nó lại tác ý không có đúng nữa, là cho là tôi giỏi quá, thật sự không phải. Mà chỉ là cái phước mà nó điều kiện nó trổ ra mình thôi. Cũng có những lúc mà cái con thuyền này nó lên gợt, nó xuống thác, nó lật đổ vân vân, rồi phải lật nó trở lại rồi tiếp tục đi. Thì cũng vậy, có những lúc cái thân ngũ uẩn này nó bị những ác nghiệp mà mình đã tạo ra, bây giờ nó cho những cái kết quả xấu, phải bị những cái này, bị những cái kia, bị những khổ đau, bị bệnh tật, bị những cái bức xúc vân vân. Rồi mình than thân mình trách phận, trời ơi trời, tại sao ông ác vậy trời? Ông cho người kia là giàu sang, là muốn gì có đó, còn tôi cơm ăn không có, chỗ ngủ không có, ông không cho, ông bất công kìa. Oán trách, mà thật ra nó không nên oán trách. Mình phải hiểu rằng đó là do trước đây mình đã vay nợ, bây giờ cái con nợ nó tới nó đòi rồi, phải trả thôi. Nếu không trả thì nó sẽ gây khổ mình, nó bức hại mình thôi, có vậy thôi. Cũng đã tại mình không à, tự mình tự. Cho nên Đức Phật này nói là này Ananda, trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, này Ananda, hãy tự mình thắp đuốc mà đi, không cần nhờ cái đuốc người khác, mà tự mình thắp lên cái đuốc mình đi, mình làm chủ cái đuốc đó, chứ mình nhờ cái đuốc người khác mà mình bị lệ thuộc, người ta muốn cho mình đi, người ta muốn cho mình đi, họ thắp cho mình đi.
Còn họ không muốn cho mình dừng bước, họ tắt cái ánh lửa này thì mình ở lại một chỗ nha. Và thông thường chúng ta bị lệ thuộc, mà chúng ta nói như vậy là rất là lệ thuộc. Bây giờ chúng ta điển hình một cái đơn giản thôi, đơn giản ở trong cái đời sống mình thôi. Hôm nào đó quý vị nghe một cái người nào đó nói: trời ơi, lúc này sao cô đẹp quá, lúc này sao cô xinh quá, lúc này sao da dẻ hồng hào á. Cái lúc đó tâm mình hơi phới, nó thoải mái, mình nở nụ cười, đẹp ơi là đẹp, đẹp ơi, thích thú lắm. Rồi một hôm nào đó có người nói: ủa sao lúc này chị già vậy, sao lúc này tóc chị bạc vậy, sao lúc này chị ốm nhăn nheo vậy. Tự nhiên mình buồn, mình không nghĩ như vậy. Thì cái vui hay cái buồn của mình nó ăn vào trong, nó hiện khởi lên bởi sự khen của người khác hay bởi sự chê của người khác. Như vậy thì xem như mình là kẻ nô lệ cho người kia. Người ta muốn cho mình vui, người ta khen mình: chị làm cái điều này rất là hay, khó người làm được lắm nha. Không phải là một người làm được đâu, rất khó, hàng ngàn người làm được á, chẳng hạn như vậy. Rồi mình cười, mình thích thú. Rồi họ muốn cho mình buồn, thì họ chê mình: làm dở quá, làm dụng quá, làm nó không khéo, làm nó bị hư đổ, vân vân. Như vậy cái vui, cái buồn của mình bị người khác nắm giữ. Và mình chạy theo cái vui, cái buồn mà do người khác nắm giữ, thì mình không còn là mình nữa. Mình không phải là mình nữa, mình bị lệ thuộc. Nhưng mà có biết bao nhiêu người hiểu được điều này? Rất khó. Và người ta chạy theo tiếng khen, và người ta chê chán tiếng chê, chê chán tiếng chê mà làm những việc để bị chê. Thích thú được khen mà làm những điều không phải để được khen. Đó là cái vô minh của chúng ta. Thì khi mà con thuyền chứa đầy bảo vật này, nó chứa đầy tính tấn niệm định tuệ, nó chứa đầy những cái sự thông minh sáng suốt, có khả năng đi tới một bến cảng an toàn rồi. Nhưng mà nó bị những nghiệp ác, nó bị những cái việc làm ở trong quá khứ, nó trả những cái kết quả đó đi. Và cứ ngồi mà than thân, ngồi mà trách phận. Thì cái này là một thái độ của sự tiêu cực, mà Đạo Phật không hề chấp nhận một thái độ tiêu cực như vậy. Té chỗ nào đứng dậy tùy tiếp. Đau thì có đau đó, biết nó đau, nhưng mà làm sao khắc phục cái đau, phải đứng dậy. Và ta làm những cái ác nghiệp nó có, thì muốn cản ác nghiệp phải dùng cái thiện nghiệp cản lại nó, chặn lại nó. Thì có những cái lúc mà thiện nghiệp nó trổ thì cũng không gì đó mà tự hào, ta giỏi. Mà có những cái lúc mà ác nghiệp nó trổ, giống như chiếc thuyền mà nó lên gần xuống thác, cũng không gì đó mà than thân, cố gắng lèo lái sao con đường thuyền qua cái hiểm nạn đó. Đó, nhờ đó được gọi là cái tác ý khéo, tức là cái tác ý đúng thì một pháp, đúng thì một pháp, nó là một pháp. Rồi, khi mà đi qua những khu rừng rậm vào những đêm tối, cái người chủ thuyền hay người lái thuyền không thấy được cái khung cảnh nào, thì cũng giống như có những cái thời mà mình sinh ra mình được làm người, hoặc có thể là mình được làm chư thiên nữa. Nhưng mà khi mà sinh ra được làm người, làm chư thiên đó, vào thời điểm đó không có giáo pháp của Đức Phật, không có Đức Phật xuất hiện trong thế gian. Cũng giống như là cái thế gian này bị đèn tối. Và chúng ta thấy rằng khi Đức Thế Tôn Ngài đã thành tựu vô thượng chánh giác nơi cái cội Bồ Đề, và sau 49 ngày, tức là 77 tuần lễ, Ngài ngồi dưới cội cây Acchapala. Acchapala là cội cây Nirodha, tức là cội cây đa của những người chân về. Thì Ngài suy ngẫm rằng cái giáo pháp mình Như Lai mà chứng ngộ được nó thậm thâm, nó vi diệu vô cùng. Và cái giáo pháp này chỉ dành cho những người có trí. Còn những người mà ham mê về dục lạc, người ham thích về cái sắc thinh hương vị xúc, nó không hiểu nổi. Mà đa số, đa phần nó là như vậy rồi. Vậy Như Lai thuyết giảng thì sẽ đem tới một cái mệt mỏi như Như Lai mà không có kết quả gì hết. Vậy thì thôi, Như Lai sẽ viên tịch đi, tức là niết bàn đi. Thì bây giờ Phạm Thiên Sa Mắt Tí mới nói này là: như vậy thế gian này lại đắm chìm trong bóng tối. Ánh sáng tôi vừa lóe lên như vậy đó, mình tưởng là ánh sáng này sẽ
là chan hòa trong cái thế gian này, mà té ra ánh sáng này chuẩn bị tắt nữa rồi. Nếu là Đức Thế Tôn Ngài muốn viên tịch rồi, Ngài muốn niết bàn rồi, thì cái thế gian này bị chìm trong bóng tối nữa. Và Đại Thầm Thiên Sa Bát Tí muốn xuống thỉnh Đức Thế Tôn Ngài. Và Đức Thế Tôn sẽ quán xét là trong thế gian này cũng có những người giống như những cái cánh bông sen, nó đã trong sánh nước mà nó gần tới mặt nước rồi, nó chỉ nở, nó vươn ra khỏi mặt nước, nó nở sau hai ngày ba ngày là nó nở rồi. Có những bông sen là khoảng chừng 1-2 tháng sau nó nở thôi, vâng vâng. Tức là trong thế gian này cũng có những người trí có thể nhận thức được cái giáo pháp của Như Lai. Và Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố rằng cửa vô sinh bất tử đã mở để cho những ai có trí thực hành theo để đạt tới sự chấm dứt cái khổ. Và đến hôm nay giáo pháp chúng ta mới có đến hôm nay. Thì có những lúc mà cái con thuyền này, tức là thân ngũ quẩn này, nó sinh lên, mà vào cái lúc mà đang đêm tối gặp cái rừng rậm âm mưu, mà rừng rậm âm mưu có nghĩa là nơi đó có đầy những hiểm họa, đầy những cái tai hại, đầy những thú dữ, những hiểm họa, những tai hại, những thú dữ, ví cho những cái phiền não, ví cho những cái điều bất ổn, ví cho sự rớt xuống bốn cột cảnh. Mà chúng ta cái thời đó là không có giáo pháp của Đức Phật, cho nên chúng ta sống được cái âm u như vậy. Có những lúc chúng ta đi qua những cái vùng vào ban ngày có ánh sáng, nhờ vào ban ngày có ánh sáng, có kinh thành, là cũng những lúc mà chúng ta gặp được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cái khi nào mà thế gian có giáo pháp được Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng, Ngài khai mở, thì lúc đó thế gian này sáng rực lên. Thì có những lúc ấy, con thuyền nó cũng đi qua chỗ dùng mà có ánh sáng như vậy, nhưng nó không tìm tới bến cảng, nó đi vào để đi lên kinh thành mà gọi là an ổn tuyệt vời đó, không. Vì sao vậy? Bởi vì nó không có lái vô trong cái bến cảng đó, nó đi qua rồi. Nếu như nó biết thì nó sẽ lái vô cái bến cảng đó, nhưng mà nó không. Cho nên đến bây giờ nó vẫn cứ còn lăn trôi cho đến hôm nay này. Là trong cái tiền kiếp chúng ta cũng nhiều lần, chúng có thể nhiều lần chúng ta gặp Đức Phật rồi, là tối thiểu chúng ta gặp 1-2 lần nghe không ạ. Nhưng mà chúng ta cứ để ra bên ngoài, chúng ta cứ chạy theo những cái gì chúng ta thích thú hưởng thụ, cho nên không có nhận được những cái kết quả tốt đẹp như vậy. Rồi con thuyền này nó tiếp tục trôi theo dòng sông, và đến một lúc nó nhìn thấy được một kinh thành đầy an vui, đầy an lạc, không có nguy hiểm, không có tai hại, và nơi đó có cái bến cảng. Và bây giờ nếu như người đó là hướng tới bến cảng và khéo léo lái con thuyền cập vô được bến cảng, rồi sẽ bước lên bờ, và khi mà bước lên bờ người ta sẽ đi vào trong kinh thành đầy an ổn đó. Thì cái kinh thành đầy an ổn nó được ví như là niết bàn, như niết bàn. Cái bến cảng đó là cái bước đầu tiên để ghé vào. Và muốn ghé vô được cái bến cảng đó, nó phải có cái yoniso manasikara, tức là cái tác ý, tức là hướng cho nên đúng. Vậy hướng đến đúng là hướng cái gì? Chúng tôi nói cái vậy là hướng đến đúng là quý vị làm bất kỳ một cái phước nào, cho dù rằng quý vị là lao chánh điện, chứ quý vị hốt rác chùa, quét cây lá chùa, vân vân, tất cả những việc đó nghe là quý vị cũng vừa đến các quý thầy quý sư, hay là quý vị nghe pháp, hay là quý vị học kinh, đúng không? Đọc kinh, đúng không? Thì tất cả những cái phước báo đó quý vị quy vào một cái điểm một thôi, hướng về một cái điểm một thôi. Cái điểm đó là gì? Là diệt khổ, cái khổ bị chấm dứt, tức là cái niết bàn. Và quý vị sẽ ao ước rằng với một cái sự con phục vụ chính điện, con lao quét chính điện, con lao quá quét sân chùa, xin cho con chứng đạt được cái niết bàn. Niết bàn là cái chứng đạt nè, để nó chấm dứt đi cái khổ. Và có một số lại sợ rằng nghe nói rằng cái niết bàn đó là trong đó không có gì hết, nó không có son chảo, nó không có nồi niêu, nó không có bếp núc, nó không có vật thực, không có gì hết trơn, nó trống rỗng, cái sợ quá. Người ta, tôi phục vụ cho nhiều, tôi quét dọn cho nhiều, tôi cúng dường cho nhiều, cái cuối cùng không có gì hết, nó sợ quá. Đây là cái tâm tham ái mình dính mắt mình hưởng như vậy. Nhưng thưa quý vị nè, trước khi quý vị mà nhận được cái kết quả đó, thì những cái gì
cần thiết quý vị sẽ nhận. Nhận đồng nhân là buông bỏ, nhận là buông bỏ, chứ không có phải là nhận là nắm lấy giữ lấy nó. Càng có rồi buông, có rồi buông, có rồi buông. Chúng ta thí dụ cho quý vị, chúng ta nói cho quý vị để quý vị nắm được cái ý nghĩa này. Quý vị đừng có sợ, biết mình còn sợ là mình còn tham lam, mình sợ mất là như mình còn dính mắt. Và mình đừng không ao ước, mình ao ước là bị do cái tham nó dẫn dắt. Và cái nghiệp báo chúng ta phải tin rằng cái nghiệp báo, cái gì chúng ta gieo thì nó tới hồi nó trổ, là nó trổ. Nếu chúng ta đều gieo một cái điều tốt thì tới giờ nó có trổ, là nó cứ trổ. Dù cho mình muốn hay không muốn thì nó cũng cứ trổ. Và cách nhận của mình là nhận một cái tâm không tha mái, đó là cách nhận tốt nhất mà mình nhận thử được, chứ không phải không. Chúng ta nói vậy là nói rõ cho quý vị hiểu rằng khi trong cái cuộc đời chúng ta có những lúc chúng ta tạo những ác nghiệp, chúng ta đâu muốn ác nghiệp nó trổ đâu, không bao giờ. Chúng ta lỡ giết con này giết con kia, chúng ta lỡ lúc mà chúng ta chưa biết tạo, chúng ta đã lừa gạt người này lừa gạt người kia, đúng không? Và chúng ta hiểu biết rằng là nếu như những cái ác nghiệp đó mà khi nó trổ quả thì nó sẽ cho cái đau khổ, nhưng mà chúng ta đâu muốn nó trổ đâu, đâu muốn tài sản mình nó bị thất tổn, nó cũng không muốn cái thân mình bị bệnh tật, không muốn, mình không dám muốn. Nhưng tới thời nó trổ, nó cứ trổ bất chấp ý mình muốn hay không muốn, bất chấp. Khi mà cái ác quả nó trổ rồi thì bất chấp rồi, mình có muốn nó cũng cứ trổ, mình không muốn nó cũng cứ trổ. Bởi vì nó là một cái định luật của vô ngã, nó không có nằm dưới quyền lực của ai cả. Thì tương tự như vậy, nếu quý vị tạo những việc lành, cho dù quý vị không muốn nó trổ, nó cũng cứ trổ, nếu tới thời nó đã trổ. Và khi mà quý vị không muốn, tới giờ nó cũng có trổ, tới thời nó cũng sẽ trổ. Cái vấn đề còn lại, nó trổ, nó có làm cho cái tâm mình dính mắc tham ưu ở đó không? Nếu nó trổ cái điều tốt, mình hỏi thử ở cái tâm mình có dính mắc tới những điều tốt hay không. Nếu nó trổ những điều xấu, mình hỏi tâm mình rằng có bị phiền não, có bị bực mình, có khó chịu hay không mà thôi. Cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Nếu như một cái người nông dân gieo những hạt lúa giống tốt trong cái mảnh ruộng đều màu mỡ phù sa, thì người nông dân nó cũng không biết là bao giờ cái, chỉ ước tính thôi là cái ruộng lúa này nó chín vào cái giờ nào, cái ngày nào. Họ chỉ biết tới mùa đó nó chín thôi, cái mùa đó nó trổ thôi. Quý vị trồng một cái xoài, quý vị biết là tới mùa xoài thì nó sẽ ra cái trái xoài. Nhưng mà nó ra trái xoài ở vào ngày nào, nó rào ở giờ nào, chắc chắn không biết, chỉ biết chung chung nó vậy mà thôi. Thì cái người nông dân mà khi mà gieo những hạt lúa xong, cái điều ông mong cầu thì cái hạt lúa này sau khi nó mọc mầm lên, nó sẽ cho là cái thân lúa, nó sẽ cho rễ lúa, nó có thể cho là lá lúa, nó có thể cho là bông lúa. Nhưng mấy cái này người nông dân không cần, và họ chỉ người nông dân chỉ cần là những hạt lúa chắc, hạt lúa chắc. Mà một khi là có được hạt lúa chắc rồi thì rễ lúa cũng có, thân lúa cũng có, lá lúa cũng có, bông lúa cũng có. Nhưng cái điều quan trọng là cái hạt lúa chắc, đó là cái điều mong cầu. Cũng vậy, quý vị ao ước được niết bàn là cái pháp mà chấm dứt cái khổ, làm cho khổ diệt. Mà khi mà khổ diệt nó có thì những cái pháp hữu vi kia nó cũng sẽ có. Nè, tài sản cũng thể có, sắc đẹp cũng thể có, rồi danh vọng cũng thể có, danh tiếng cũng thể có, vân vân. Nhưng mà có rồi mình xem như không có, có cũng như không. Đây là do cái tác ý của mình như vậy. Như vậy tác ý khéo đây là mình thứ nhất là tác ý tới sự chấm dứt cái khổ, và ao ước những cái bước tôi làm là tôi sẽ chấm dứt được cái khổ. Lại nữa, cái tác ý khéo đây là tác ý đó, tất cả những pháp hữu vi đều là vô thường, thấy nó giàu sang vậy đó, rồi một lúc nào đó nó cũng bị sạch nghiệp. Thấy lúc đang sung sướng thoải mái vậy đó, một lúc nào đó cái ác quả nó trổ cái vào tù ngồi, và vô diệt đau khổ, vân vân. Lúc này đang có danh tiếng như vậy đó, đang có nhiều người khen tặng như vậy đó, một ác nghiệp đã tạo tới giờ nó trổ,
thì những tiếng chê trách, những tiếng phiền hà, những tiếng thậm chí có những tiếng là mình nói hơi thô chút xíu là chửi mắng nó sẽ khởi lên. Tất cả những cái đó nó quy vào trong cái nghiệp báo như vậy, nghiệp quả như vậy. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa này. Và cái điều cần thiết là làm sao mình chấm dứt được cái khổ đó, chấm dứt cái khổ. Làm mà không muốn chứng đắc cái khổ. Có một số người có quan niệm như vậy, mà ông thấy quan niệm nó sai lầm, nói rằng đó, tôi làm thiện, tôi chỉ biết tôi làm thiện thôi chứ tôi không có mong cầu gì hết trơn. Và người đó nghĩ rằng đó là cái phước báo ba la mật. Không phải, không phải. Mà cái đó là một cái hình ảnh bị sai lạc, bị nhầm lẫn vô cùng. Quý vị cứ nghĩ như thế nào, một người ngồi trên chiếc thuyền mà chỉ biết bơi theo dòng nước thôi, không nghĩ tới cập vô bến cảng, không nghĩ tới những cái tai hại gì cả, phải không? Thì chiếc thuyền nó cứ lang thang trôi theo cái dòng nước mà thôi, nó không đi tới cái mảnh đất là an toàn. Cũng vậy, cái người mới nói rằng tôi chỉ biết làm thiện, tôi biết làm từ thiện, tôi là biết làm những cái điều tốt vậy thôi, và như vậy là được rồi, tôi không ao ước gì nữa. Ao ước còn tham, xin thưa, ao ước cái gì có thể là tham mà? Ao ước cái trống vắng, ao ước cái không có, ao ước cái không bị dính mắc, ao ước một cái thoát ra khỏi cái dòng luân hồi, thì ao ước nó thuật ngữ Duy Pháp được gọi là pháp dục. Ao ước pháp, ao ước pháp, pháp dục, mong muốn được cái pháp, chứng đạt được cái pháp mà chấm dứt được cái dòng sinh tử luân hồi, thì ao ước nó là ao ước tốt, chứ không phải bất kỳ cũng ao ước nào cũng gọi là tham hết. Không phải. Ao ước được giàu, được sang, được trọng, được danh tiếng, được hưởng những an lạc của thế gian, đó mới là tham. Còn mà ao ước chấm dứt đi cái nhà khổ, chấm dứt đi cái già, cái bệnh, cái chết, ao ước là từ nay về sau không còn bị mấy cái đó nữa, chứng đạt được một trạng thái an vui, thì cái ao ước nó không gọi là tham, mà nó là một cái pháp rất đúng đắn. Chính Bồ Tát chúng ta cũng ao ước như vậy, Ngài mới lìa bỏ cung son điệu ngọc, lìa bỏ tất cả là 40.000 mỹ nữ, trong đó có bà Gia Du Đà La là đẹp nhất, lìa bỏ luôn đứa con mới vừa chào đời vào buổi chiều để ra đi, để đi tìm cái thoát ra già bệnh chết đó, già bệnh chết đó. Thì cao ước nó không phải là xấu, không phải là hèn hạ, không phải là thấp kém, mà ao ước nó là ao ước cao thượng, đạt được sự chấm dứt của nó là một điều tốt. Cho nên chúng ta đừng có hiểu lầm như vậy. Và cái người nói tôi làm gì phước, tôi chỉ biết vậy thôi chứ tôi không có mong muốn gì hết, thì người này cũng ví như chiếc thuyền ở trên cái con sông vậy đó, nó cứ lờ đờ và nó trôi thôi, mà nó không thể cập vào trong bến nào hết, bởi vì không có ý cập vô bến mà cứ để nó trôi xuôi theo dòng nước đi đâu đi đó, vân vân. Thì người này cứ mãi lăn trôi mà thôi. Đây là một quan điểm sai lầm. Thì thưa vậy rằng cái đó là cái tác ý kéo, chúng ta tác ý tới chấm dứt cái khổ, chấm dứt cái già bệnh chết, tức là tác ý tới niết bàn. Và chúng tôi nhấn mạnh quý vị rằng quý vị tác ý giùm tôi như vậy đi, thì những cái pháp hữu vi khác, giàu có, xinh đẹp hay là có danh tiếng, có những tiếng khen vân vân, nó cũng sẽ xuất hiện cho quý vị, nhưng mà quý vị sẽ không màng, không cần tới đó. Tại vì sao? Vì lấy được cái kết quả tốt rồi. Cũng giống như người nông dân, họ lấy được những cái hạt gạo chắc rồi, thì họ sẽ không cần cái thân lúa, không cần cái lá lúa, không cần lấy cái bông lúa, họ có thể cho bò ăn, họ có thể cho những con vật ăn, mà không liếng lô tiết như thế nào cũng vậy. Cho nên tác ý khéo là như vậy. Và tác ý kéo là tác ý tới vô thường, và tác ý cái khổ, có là khổ, không có cũng khổ, làm sao cho không có và có không chi phối được tâm mình, cái đó mới là điều quan trọng. Quý vị có quý vị cũng sẽ thấy khổ, đừng nói là tôi giỏi tôi không khổ nha. Cứ một cái người mà giỏi thì cái tiếng điện thoại nó gọi hoài. Vậy đi, thưa sư, cái pháp này là sao, sư giải thích cho con nha. Vậy đang làm công việc của mình nghe rang, sư cho mình nghe, mà sư cái này là như nào, nhờ sư giải thích cho con. Giải thích vừa xong quay để viết vài trang kinh, rang cái nữa rồi hỏi tiếp, lại phải giải thích tiếp.
Như vậy nó cũng khó. Có nhiều lúc mình đang nằm ngủ nghe cái nghe điện thoại reo, cái phải ngồi dậy để nghe, nghe rồi cũng phải trả lời, nó cũng khổ. Có tiền nhiều người ta cũng tới người ta xin, chứ không phải không đâu, nó cũng khổ. Mà xinh đẹp nhiều quá thì cũng cái người đi đeo theo cũng khổ. Chứ không phải là cái trường hợp này là chúng ta thấy là trường hợp gõ bà ở bà Lóc Anh Nà, bà xinh đẹp quá đi, cho những vương tôn công tử thì tới cầu hôn. Rồi bà già người cha mới ngẫm nghĩ rằng con mình nó đẹp như vậy đó, vì gả người này thì nó xin oán thù với người kia, mà người kia xin oán thù người khác cũng xin oán thù, họ sẽ trù dập mình, họ sẽ ghen ghét mình, họ sẽ tìm hại gia đình mình. Nhiều người nó xin hỏi rồi cái người cha mới nói thầy con bây giờ vậy thì con tính làm sao. Cái bà Hữu Lâm Anh Na nói vậy thôi, giờ để con đi tu đi, không ai hỏi nữa, cạo đầu đi tu rồi không ai hỏi nữa. Nhưng mà đi tu có thoát được đâu. Một người anh họ của bà tên là Nên Tá rình rập nè, bà đi vô trong rừng anh Thảo Qua Ná đó, rồi xông vô biết là bà vắng vẻ làm những chuyện tồi bại đối với bà, rồi cái chàng thanh niên Nên Tá này bị đất rút xuống chàng hàng hoài. Như vậy thì cái xinh đẹp có khổ không? Cũng khổ vậy mà. Rồi không xinh đẹp có khổ không? Cũng khổ mà. Có cũng khổ mà. Rồi không đẹp cũng khổ. Nó không có cái gì mà không khổ cả. Có tài sản cũng khổ, không có tài sản cũng khổ, xinh đẹp cũng khổ, không xinh đẹp cũng khổ. Người ta chê cũng khổ, người ta khen cũng khổ. Tất cả những cái pháp phổ vi nó đều là vô thường. Vô thường nó dẫn tới cái khổ. Nó kiểu nó khổ nên nó bị áp bức, nó bị áp lực. Nó là một cái sự nguy hại, nó đang tiềm ẩn. Và người đó thấy rõ cái đó. Và muốn không được, muốn cản cũng được. Cái tác ý kéo là thứ nhất là tác ý về cái niết bàn, thứ hai là tác ý đến cái tâm tướng. Chính tâm tướng này là cái con đường dẫn đi tới niết bàn. Quý vị thấy vô thường là có trí, mà vô thường nó mạnh lên rồi thì mình sẽ từ bỏ được cái tham ái, thấy được cái khổ, thấy được cái dung nhan kiều mỹ này nó phát sinh khổ cho hay hoài, rồi mình sẽ có này có vậy thôi, nhưng mà không có hãnh diện, không có tự hào tự cao và có nỗ lực tu tập. Vậy là tác ý kéo này là chúng ta phải có được cái điều kiện nó là như vậy. Rồi tiếp theo nữa là tùy hành pháp và tùy pháp. Hành pháp là hành pháp cái gì? Nói là con phải bố thí, con trì giới, nghe nó có hành pháp không phải? Nó chỉ là cái bề mặt thôi, nó chỉ là một cái gì bên ngoài thôi. Cái hành pháp thực sự đây là phải chỉ cho hành pháp thiền chỉ tịnh và hành pháp thiền minh sát. Trong Tăng Chi Kinh chương hai pháp, Đức Phật thì dạy rằng có hai pháp được gọi là minh Phật. Minh Phật, con người chúng ta sở dĩ mà sinh tử luân hồi, con người chúng ta chúng sanh là sở dĩ phải lăn trôi trong dòng mà biển lửa này đó, vì nó xuất phát từ hai cái pháp. Một là vô minh. Vô minh bây giờ không biết, không biết đây là thiện, không biết đây là bất thiện, không biết đây là phạm lỗi, không biết đây là không phạm lỗi, không biết đây là cái điều nên làm và không biết đây là điều không nên làm. Nó xuất phát từ cái vô minh. Vô minh là không biết, không hiểu, không biết cái gì. Có bốn điều. Cái điều cần biết, cái điều cần biết đó, mà không biết, đó là vô minh. Cái điều cần biết đây là gì? Là biết đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ và đây là cái con đường dẫn tới sự diệt khổ. Cái điều này nằm trong bài kinh đầu tiên của Đức Phật. Khi Đức Phật ngài thuyết bài kinh gọi là chuyển pháp luân thì ngài nêu ra cái tứ đế này, tứ diệt đế này. Tức là đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ, đây là sự khổ diệt và đây là cái con đường dẫn tới sự khổ diệt. Thứ nhất là biết, không biết những điều cần biết. Bốn điều này là những điều cần biết. Chính Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ khưu, chỉ vì không có thông suốt thánh giới, chỉ vì không thông suốt thánh định, chỉ vì không thông suốt thánh tuệ mà Như Lai và các ngươi phải lăn trôi trong dòng sinh tử luân hồi. Mà giới định tuệ là cái con đường bát chánh á, con đường bát chánh á, giới định tuệ. Mà vì không thông suốt cái đó cho nên Như Lai và các con phải lăn trôi trong dòng sinh tử luân hồi. Rồi vô minh có nghĩa là
không biết những điều đáng biết, đúng không? Thứ hai là biết những điều không cần biết. Biết những điều không cần biết. Lại là giống anh, cái điều cần biết là mình không biết là thì mình sẽ biết những điều không cần biết. Biết vi tính, biết anh văn, biết cá độ, biết những cái vô. Mà đây chúng tôi nói là biết những cái tốt đẹp nhất, biết lái xe, biết vi tính, biết anh văn, biết ngoại ngữ, thông vô. Cái điều đó nó không đưa tới một cái sự chấm dứt khổ, mà nó làm đè nặng cái khổ cho mình. Những cái điều đó là biết, mà cái biết những điều đó là không không có đưa tới cái sự chấm dứt khổ. Cho nên vô minh thứ hai là biết những điều không cần biết. Vô minh thứ nhất là gì? Những điều cần biết không biết. Điều thứ hai là biết những điều không cần biết. Vô minh thứ ba là gì? Là điều cần biết không rành, không hành. Tứ diệu đế mình cứ nghe thoáng thoáng, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo hành. Biết chung chung vậy thôi. Đọc thì đúng, không phải sai. Hiểu sâu không? Không hiểu. Nên là biết không rành. Rồi một vô minh thứ ba nữa là gì? Cái điều không cần biết rất rành, rất rành, rất giỏi về cái điều đó, biết rất rành. Như vậy vô minh nó là bốn điều, tức là biết không biết những điều đáng biết, biết những điều không đáng biết, điều đáng biết không rành, và điều không đáng biết là biết rất rành. Nói tạo cho cái vô minh nó là như vậy. Thì cái dòng luân hồi này nó khởi đầu bằng vô minh và cái ái dục. Và để diệt trừ vô minh thì chỉ có pháp môn thiền Vipassana, tức là thiền quán. Nhưng Đức Phật Ngài dạy rằng có hai cái pháp cần nên tu tập, tức là gọi minh phần đó, tức là những cái pháp mà đưa tới sự sáng suốt. Thứ nhất là tu tập thiền chỉ tịnh. Thiền chỉ tịnh tu tập tức là thiền định đó. Thiền định có công năng là gì? Có công năng là diệt trừ đi ái dục. Ở đâu có vô minh, ở đâu có ái dục. Ở đâu có ái dục, ở đó có vô minh. Cho nên thiền chỉ tịnh có mục đích là diệt trừ đi cái sự ái dục. Và thiền quán Vipassana là diệt trừ đi cái vô minh. Tức là trước tiên là mình phải hành pháp như vậy. Và tùy pháp là sao? Là ứng dụng trong từng giai đoạn một, đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc là đối với ngoại cảnh này. Không phải là mình cứ ngồi một cục hoài, không phải. Cái điều này nó cần Đức Phật Ngài không có cho phép nè. Và Đức Phật Ngài chỉ cho phép là chúng ta ngồi có một thời gian đàng hoàng. Và Đức Phật Ngài dạy rằng vào canh đầu, trong một đêm canh đầu, thì từ 6 giờ đến 10 giờ canh đầu trong đêm của người Ấn Độ đó, thì đi kinh hành, ngồi thiền, đi kinh hành, ngồi thiền. Ngủ từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng. Từ 2 giờ sáng thức dậy hành thiền, đi kinh hành, vân vân. Rồi ban ngày buổi sáng thì đi khất thực, rồi trưa nghỉ trưa, chiều ngồi thiền, vân vân. Chứ không phải lúc nào cũng ngồi thiền. Và cho nên tùy pháp hành lại như tùy lúc như vậy. Rồi nhưng mà luôn luôn không có bỏ cái đề mục của mình. Tức là khi tùy pháp hành nó khó chứ quý vị, nhưng quý vị tập một thời gian quý vị sẽ tự nhiên nó có automatic, quý vị sẽ thấy rõ. Trong cái bất kỳ một pháp quy nào nó cũng có vô thường khổ vô ngã hết. Và cái vô thường khổ vô ngã nó phải hiển lộ ra rõ trước mặt quý vị. Quý vị đang ngồi đây, sự đang ngồi với quý vị, quý vị tưởng là một không, lắc đầu một cái vô thường đó. Cái tư cách đang nghiêm trang như vậy tự nhiên nghiêng qua nghiêng lại, quý vị nhìn vô thường nó là như vậy đó. Còn quý vị ngồi, quý vị nhóm tới nhóm lùi, tại sao nhóm? Bởi vì nó nhức, nó mỏi, cái khổ nằm cái đó thấy được nó như vậy. Rồi đứng dậy cho nó hoạt động thấy an lạc, nhưng mà cái an lạc đó nó bị vô thường. Lên ngồi lên sẽ thấy nó đang ngồi mỏi mệt, nhướng vai nhưng là đứng dậy kìa, thấy nó an lạc. Nếu nó an lạc đứng nữa nha, đứng 2 tiếng đồng hồ, khi mà đứng 2 tiếng đồng hồ chúng ta mới thấy là nó khổ, nó là vô thường nó vậy. Nên chúng ta mới thấy từng chút một như vậy, mà chúng ta bám vào cái vô thường khổ vô ngã,
bám vào cái ấn tướng như vậy thì được gọi là tùy pháp, tùy pháp. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng phải ngồi thiền, không phải. Mà không phải là lúc nào chúng ta buông bỏ, lúc nào chúng ta cũng gắn chặt vào cái đề mục đó hết. Chúng ta cũng cần quan sát. Nói thì quý vị hiểu đó, nhưng mà bước vào thực hành nó sẽ là một giai đoạn quý vị sẽ bỡ ngỡ vô cùng, nhưng mà dần dần rồi quý vị sẽ quen. Thấy cái người này đang cười vậy đó, biết họ đang vui, đột nhiên họ sụ mặt đó, ngưng nụ cười lại, vô thường là đó đó, vô thường là đó. Họ có khổ không? Không biết. Nếu đương thấy cười vậy đó, nó lạc vậy đó, rồi nghiêm mặt lại là khổ, nó xâm chiếm rồi. Cho nên mất cái vô thường đó phải, mất cái trạng thái an lạc đó, nó là khổ rõ ràng vậy. Giống như người đang có tiền, mất tiền là cảm thấy khổ vậy đó. Chúng ta hiểu một cái nôm na nó là như vậy. Và cái bám sát như vậy gọi là tùy pháp. Và thưa quý vị rằng, ở trong bài kinh Sám Xứ, trong tương Sám Xứ, thì Đức Phật ngài nhìn thấy cái dòng sông Hằng nó đang đổ chảy, đổ xuống. Và trong dòng sông Hằng nó có một cái khúc gỗ. Và bây giờ Đức Phật ngài dạy các vị tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, con sông Hằng này nó nghiêng về đông, nó hướng về đông, nó ngã về đông, và nó sẽ đổ ra biển Đông. Đó là biển Đông. Cũng vậy, nếu khuynh hướng của quý vị nghiêng về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, thiên về Niết Bàn, thì quý vị sẽ nhập vào Niết Bàn, có được Niết Bàn. Giống như một cái dòng sông đó, nó nghiêng về đông, nó hướng về đông, nó thiên về đông, thì phải đổ ra biển Đông. Mà biển Đông là biển pháp của Đức Phật, là đạt được cái đó. Nó không bao giờ nó nghiêng về tây, nó không cái ngã về tây, nó không có hướng về tây được. Mà về tây nếu Niết Bàn là an lạc, là chấm dứt đi cái khổ, thì bờ tây nó chính là khổ, nó là khổ. Ai thích thú khổ thì hướng về tây, ai không thích ngồi khổ thì hướng về đông. Và cái khúc gỗ nó trôi trên dòng sông, đây là một hình thức để Đức Phật này minh họa cho điều kiện hành pháp để dẫn tới cái biện pháp của Như Lai. Và khi nói tới biện pháp Như Lai, chúng tôi nhớ một cái bài thơ của nhà thi sĩ Nguyên Bảy. Vị đó viết bốn câu thơ mà chúng tôi nhớ hoài. Chúng tôi cảm thấy hay, hay có thể là hay với tôi thôi, mà có thể nói gì không hay. Có thể nói gì không hay đâu, nhưng mà nói với tôi là hay, tôi cho hay. Vị này viết như vậy: biển đời chặt, sao biển đời vẫn khổ. Xin lỗi, trước tiên không phải câu đó. Hay câu đó là: dẫu chẳng dài, đời cũng trăm năm. Đời nó không dài lắm mà cũng được trăm năm. Dẫu chẳng dài, đời cũng trăm năm, sao chẳng trăm năm nương tựa Phật. Biển đời khổ, sao biển đời vẫn chặt. Biển đời thì khổ đó, nhưng mà nó chặt, chặt cứng lắm. Quý vị thấy không? Cái cổng chùa mở rộng ra, rất mở rộng, ai tới cũng được hết, ai tới đỉnh lễ cũng được, mà ít người tới. Còn cái cửa tù, cửa lao lý đóng chặt như vậy đó, mà người ta cứ chen vô, để vô đâu. Nó lạ vậy đó. Nó là biển đời chặt, mà cái biển đời cứ khổ. Có mấy người nương biển Như Lai, có những người nào mà nương được cái biển của Như Lai đâu. Bài thơ đó bốn câu như vậy: dẫu chẳng dài, đời cũng trăm năm, sao chẳng trăm năm nương cửa Phật. Biển đời khổ, sao biển đời vẫn chặt, có mấy người nương biển Như Lai. Mình nương biển Như Lai để làm gì? Thì cái đó là một vấn đề khác, chưa nói tới nữa. Rồi, thì cái khúc gỗ nó trôi như vậy á, thì Đức Phật ngài dạy rằng, này các tỳ khưu, nếu như khúc gỗ này nó không bị tách bờ bên này, nếu khúc gỗ này nó không tách bờ bên kia, nếu khúc gỗ này không bị chìm giữa dòng, nếu khúc gỗ này không bị mắc cạn, nếu khúc gỗ này không bị người nhặt lấy, nếu khúc gỗ này không bị chư thiên nhặt lấy, nếu khúc gỗ này nó không bị nước xoáy, nếu khúc gỗ này không bị thối rỗng ruột, thì nó sẽ trôi ra biển Đông. Ngày nhìn cái khúc gỗ này nêu ra 7 trường hợp. Khúc gỗ nó không tách vô bờ này,
khúc gỗ nó không tấp vô bờ kia, khúc gỗ nó không có bị chìm giữa dòng, tấp khúc gỗ nó không bị mắc cạn, khúc gỗ nó không bị người nhặt lấy, khúc gỗ nó không bị vị trời chặt lấy, khúc gỗ nó không bị nước xoáy nhận chìm, và khúc gỗ nó không bị thối rửa ở bên trong, thì khúc gỗ này sẽ trôi vào biện pháp. Thì khúc gỗ ví như thân ngũ uẩn chúng ta. Rồi Đức Phật ngài dạy vậy đó, là tức là khúc gỗ này giống như thân ngũ uẩn chúng ta, nó trôi theo cái dòng sông Hằng, là nó trôi theo dòng luân hồi. Nếu mà trôi dòng luân hồi đó, nó không bị tấp lên bờ này. Tấp bờ này là gì? Tấp bờ này tức là chỉ cho sáu nội xứ, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhận vậy. Cho nên quý vị làm việc phước mà quý vị ao ước rằng xin cho con mắt của tôi nó đẹp, xin cho lỗ tai của tôi nó thính, cho cái lỗ mũi dọc dừa nha các bạn, xin cho cái tóc của nó đen, nó dài, nó chấm xuống gối, gót rồi nó cuốn cong lên nha, rồi mái tóc đen và mướt giống như có thoa dầu, bụi bám vô không được, rồi ước cho cái thân hình của nó xinh đẹp nha các bạn. À, những cái má hồng, môi hồng, nước da nó hồng hào, nó tỏa ra mùi thơm giống như thơm của chiên đàn, vân vân. Thì điều này được gọi là khúc gỗ nó bị tấp vô bờ bên này, tức là do ước nội xứ. Và nếu muốn được như vậy, thì là phải tái sinh. Mà khi không có tái sinh thì còn bị già chết nó bám theo. Mà đã bị già chết bám theo thì không thể giải thoát được. Rồi Đức Phật ngài dạy rằng cái khúc gỗ này nó tấp vô bờ bên kia. Tấp vô bên kia là gì? Nó chính là chỉ cho sáu ngoại xứ, tức là sắc, âm thanh, mùi vị, vị chất và thân chạm, xúc lạc, cùng với những pháp cả lạc, cả ái, cả hỷ, cả ý đáng hài lòng, đáng hấp dẫn. Tức là làm những bước để mong rằng nhìn thấy luôn luôn, nhìn thấy những cái cảnh đẹp, đừng mới giờ cho tôi nhìn thấy cảnh xấu hết. Thiên hạ đánh mắng nhau, chồng chửi vợ, vợ chửi con gì đó, người ta làm gì của người ta tôi không biết hả, tôi chỉ thấy những cảnh đẹp thôi. Thấy bình minh trên sông Hằng, hoặc là thấy cái chiều hoàng hôn của quân, chỉ thấy những cảnh đẹp thôi. Mà thấy những cái cảnh hùng vĩ giống như cái nước này nước kia, ham thích cái cảnh sắc đẹp, hoặc là ham thích được cái âm thanh tốt đẹp. Tôi làm phước này xin cho tôi có giọng nói du dương, giọng nói ngọt liệm, giọng nói mà ai nghe cũng thích chẳng hạn, và người ta khen tôi có duyên chẳng hạn, nghĩa là yêu thích cái âm thanh, rồi yêu thích cái mùi thơm. Xin cho tôi làm việc phước này cho tôi lúc nào tôi cũng xinh đẹp, da dẻ tỏ ra cái mùi thơm nồng không ngát chẳng hạn, vậy miệng để thở ra mùi thơm của bông sen, vân vân. Rồi muốn thích về cái vị chất, nếm những cái món ngon, món lạ, món đặc biệt mà người ta chưa biết. Rồi thân đụng chạm những cái xúc lạc, nói chung là thích những cái pháp cả lạc, cả ái, cả ý đáng hài lòng, đó thích tốt. Thì cái người này muốn được như vậy, cái phước quý vị làm sẽ cho quý vị kết quả theo ý vị muốn. Ý muốn tại phước đến phần cái dạy là phước có thể làm thành tựu những ước nguyện của mình. Nếu ước nguyện đúng thì nó sẽ cho cái đúng, ước nguyện sai nó sẽ cho cái sai. Giống như tiền thân bà Úc Lóc Anh Na vậy. Lúc nghèo á, mà lúc còn nhỏ, lúc 13, 14 tuổi bà đi làm công 3 năm để được cái bộ áo đẹp. Và suy ngoài cái cô bé này lúc 16 tuổi mới cúng dường cái bộ áo đẹp lên đến cho vị Thánh A La Hán. Và khi mà ngài vị Thánh A La Hán trút bỏ cái bộ y cũ lên mặc cái bộ y mới đẹp vậy, rất là xinh đẹp, cái nào quan hỷ quá, nàng mới ước nguyện rằng đó là với cái phước mà con cúng dường y phục đến ngài như vậy đó, xin cho sau này con có một sắc đẹp mà người nào nhìn con nó nhìn thấy sắc đẹp của con đó, là mất bình tĩnh, muốn điên lên luôn, muốn điên luôn. Và kiếp sau, những kiếp sau mà sanh lên, bà có rất là xinh đẹp, rất là xinh đẹp. Và nhờ cái xinh đẹp như vậy, tức là chỉ khi còn là đứa bé thôi, đứa bé này mỉm cười thôi, thì đã thấy cái nét đẹp của nó rồi. Cho nên bà được đặt tên là Ôm Má Đanh Tì. Ôm Má là sóng gió,
Đanh Ti là người nữ gây sóng gió, tức là ai nhìn thấy là cũng điên loạn, tức là không mất được bình tĩnh, nó không chịu đựng nổi chẳng hạn. Nhưng mà cuối cùng cái này cũng bị vô thường, công chuyện nó dài lắm, nhưng mà chúng tôi nói ngắn gọn cho quý vị nắm bắt thì thôi. Rồi cũng phải tái sanh lại, rồi bị già bị chết, rồi kiêu hãnh cái đó, rồi sau này vào rồi a la hán rồi, đệ nhất thần thông rồi, mà vẫn bị trả cái nghiệp đó, bị cái người anh của mình là làm một cách xoáy quấy như vậy, nó đâu có gì tôi sung sướng đâu. Và hãy tái sanh lại thì vẫn còn bị già chết bám theo. Bà ông má Đanh Ti này đâu có sống hoài được đâu. Rồi bà già 16 tuổi thì phát triển nhan sắc xinh đẹp, cho đến 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi trở thành lụm cụm rồi, già bạc rồi, nó còn cái nào cũng vô thường thôi. Rồi phải tái sanh lại, phải già chết đi theo. Đây là tấp vô bờ kia. Rồi cái khúc gỗ nó bị chìm giữa dòng. Chìm giữa dòng là gì? Đó chính là Đức Phật Ngài dạy, nó chính là hỷ tham. Đức Phật Ngài dạy rằng, này các thầy cô, nếu như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó không có cái vị ngọt của nó thì người ta sẽ không tham đắm vào nó. Nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó có cái vị ngọt của nó, tức là nó xinh đẹp, nó hài lòng, đáng thích thú, đáng hãnh diện nào vậy. Cho nên người ta mới đắm nhiễm cho nó. Nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này nó có nguy hại. Vì sao? Vì nó bị vô thường, nó bị khổ, nó bị thay đổi biến hoại. Nó cái mắt này lúc còn trẻ nó long lanh sáng như vậy đó, nhưng mà khi mà già bắt đầu nó mờ mờ rồi. Rồi khi lúc đến lúc tuổi nào đó nữa, nó nhìn không thấy đường, nó vàng. Nó đó là cái tai hại nó như vậy. Bởi vậy mới nói rằng sắc thinh hương vị xúc hay là mắt tai mũi lưỡi thân nó không có vị ngọt, người ta không thăm đắm nó. Vì nó có vị ngọt cho nên nó thăm đắm nó. Thăm đắm nó cũng giống như cái cây bị chìm ở giữa dòng vậy. Tức là cái hỷ tham đó, cái gì là vị ngọt? Hỷ tham là vị ngọt, nên nó chìm đắm đó. Sắc thinh hương vị xúc nó có vị ngọt của nó, nó có sắc đẹp, nó có âm thanh du dương, rồi nó có cái mùi thơm dịu kỳ, rồi nó có vị chất ngon ngọt, vì nó có sự xúc đạt êm ái, chạm êm ái. Và nó có những cái pháp cả lạc, cả hỷ, cả ái. Cho nên người ta mới dính mắt cho nó. Mãi còn dính mắt cho nó là còn sinh tử luân hồi. Và được như này, cái khúc gỗ này nó bị chìm ở giữa dòng. Rồi cái khúc gỗ này nó bị người nhặt. Người nhặt là sao? Tức là cái quý vị làm việc phước này đó, quý vị cúng dường, quý vị phục vụ, quý vị nghe pháp, quý vị ra ước này. Do cái phước này xin dân con được tái sanh làm người, mà cái người này thông minh tuyệt vời, nghe đâu hiểu đó, nghe đâu không bao giờ quên, gọi là có cái trí nhớ khủng khiếp như vậy, được sanh làm người, rồi được sanh làm người có đầy đủ cao sang quyền chức, sanh làm người được có danh tiếng danh vọng v.v. Thì trường hợp này Đức Phật Ngài dạy là làm việc phước mà bị người nhặt lấy, như khúc gỗ bị người nhặt lấy vậy. Đó, cùng tái sanh vào cái kiếp người nha. Mong muốn là vua, là một mỹ nữ, là một đại tướng quân, là một vị trụ trì. Mong muốn trụ trì cũng là một cái dạng, cái dạng như vậy nha. Cái gì nó tới, không cần thiết phải tìm kiếm, nó tới, không cần phải tranh giành nó. Nếu phước mình có thì nó tới, tới rồi mình sẽ tìm thấy bình thường, nó không có gì hết. Trăm nên chúng tôi đã từng nói quý vị rằng như vậy nè. Quý vị chưa làm trụ trì đâu, quý vị không biết đâu nha. Mà quý vị làm rồi mới thấy cái khổ. Trăm dâu đổ đầu tầm, trăm cái dâu đổ đầu lên cái tầm á, thì trăm sông đổ về biển, trăm cái dòng sông nó đổ về biển thôi, nó lại nó đổ về thôi. Mà trăm chuyện đổ đầu trụ trì, quý vị ngồi vậy đó, mà có chuyện vậy đó là lôi trụ trì ra làm việc. Quý vị về tự nhiên nha, tụ họp bất hợp pháp rồi vân vân, đại khái như vậy. Cái ông trụ trì là chịu trách nhiệm, rồi đi từ thiện cũng kêu ông trụ trì đóng góp từ thiện, rồi những cái họp hành thì cũng kêu trụ trì, rồi ông trụ trì bố trí ai đi đi hoặc là ông phải tự tự đi vân. Nó khổ lắm mà hãy thấy được rồi thì nó tới làm cái trách nhiệm của mình thôi. Trụ trì phước ở đó, tội cũng ở đó. Làm thế nào để cho có phước không tội, đó là việc làm của ông trụ trì. Đó là cái tăng lý khéo làm việc đó đó.
Chứ vì đừng tưởng trụ trì sung sướng không có đâu, không có sung sướng chút nào hết. Tôi đã nếm rồi mà, tôi là một nạn nhân đó rồi, chứ không phải là tôi không trải qua đâu. Cho nên quý vị, quý vị hãy thông cảm với ông trụ trì. Nhiều cái chuyện lắm, cái tâm chuyện đổ đầu trụ trì nó là như vậy đó. Mà cái đó nó tới thôi, không ao ước, không cần ao ước. Ao ước là gọi, nó gọi là bị người nhặt lấy. Rồi, bị thiên nhặt lấy là sao? Là làm việc phước, mong rằng tôi tái sanh về cõi trời, tôi là một cô tiên nữ tuổi đẹp từ 16 cho đến suốt kiếp, không bao giờ già. Hoặc là một thiên nam tuổi từ 18 xinh đẹp cho đến trọn kiếp, nhưng mà chết là thôi. Nhưng mà khi chết đi về đâu, nó là một cái chuyện vấn đề. Có những thiên nữ chết do hãnh diện cái sắc đẹp của mình chết rớt xuống địa ngục. Có những thiên nam xinh đẹp đó, cái một cái thời gian ở cõi 33 đó, dài độ khoảng tính theo cái thời gian nhân loại á, nó khoảng 36 triệu năm. 36 triệu năm hưởng thụ. Quý vị tưởng tượng là phước của một cái người lớn cỡ nào không cần biết, mà cứ hưởng thụ 30 năm như vậy, sắc thinh hương vị xúc tối tắng như vậy. Cũng giống mình có một kho tàng á, nay lấy đằng miếng, mai lấy đằng miếng, lúc nào đó cái núi vàng cũng hết luôn, chứ không phải còn. Mà núi vàng nó hết rồi thì trở nên nghèo khổ. Nghèo khổ thì làm sao mà có thể mà sung sướng được. Cũng vậy, chư thiên hưởng thụ cái đó dục lạc như vậy rồi thì sẽ hết phước. Mà hết phước tái sanh làm người sao được, phải rớt xuống bốn phòng cảnh. Nó là như vậy đó, như vậy. Thì trường hợp này gọi là khúc gỗ bị nhân bị chư thiên nhặt lấy. Rồi khúc gỗ gỗ bị mắc cạn, tức là giàu cái tự hào, đẹp tự hào, rồi có danh tiếng, có tự hào, học giỏi môn nghệ thuật nào cũng tự hào, đại khái giỏi Phật pháp thì tự hào tôi giỏi Phật pháp, không có. Cái trường hợp này gọi là mắc cạn tự hào, tức là cái ngã mạn nó sinh khởi từ cái do cái gì mình có. Rồi cái cổ này nó bị nước xoáy, tức là bị đắm chìm. Cái nước xoáy ở đây muốn chỉ cho sắc thinh hương vị xúc, những cái sắc đẹp, tiếng du dương, rồi cái mùi hương, rồi cái vị chất ngon ngọt, rồi thân đụng chạm xúc lạc, nó thích thú trong đó, thích thú nó đắm chìm trong đó. Mà Đức Phật ngài dạy rằng cái con mắt nó ví như là cái con rắn, cái lỗ tai nó ví như là con cá sấu, cái mũi nó ví như là con chim, cái lưỡi nó ví như là con chó, con chó nhà, và cái thân này, cái thân này ví như con chó rừng, và cái ý này nó ví như là cái con khỉ. Cái con mắt này nó ví như là con rắn. Vì sao? Vì không có nhìn những cái tốt đẹp. Con rắn thường thường nó kiếm cái nơi kín đáo, nó ẩn núp, nó ở đó. Cho nên cái con mắt này nó không bao giờ nhìn những cái thiện pháp, không bao giờ nhìn những cái tốt đẹp, mà nó nhìn cái lỗi người khác, nó nhìn thấy những cái xấu người khác, nó tìm tòi những cái xấu người khác, chứ nó không bao giờ nó tìm cái tốt người khác. Cái tốt người khác làm như nó không thấy, mà nó chỉ thấy cái xấu người khác. Con mắt nó là như vậy đó. Nghe ai nói chuyện xấu của người khác thì là súng lại mà nghe. Nghe một phái nữa chứ, tâm đắc để có một cái vũ khí sau này để mà châm biếm người ta. Con mắt nó luôn luôn nó nhìn thấy những cái lỗi người khác, mà nó không bao giờ nhìn thấy cái tốt của người khác. Trên thế gian này không ai hoàn toàn xấu, không ai hoàn toàn tốt hết. Nói cái tốt người ta cũng có xấu, người ta xấu người ta cũng có tốt. Nhưng mà con mắt nó chỉ nhìn thấy xấu thôi, nó không nhìn thấy tốt. Bởi vì nó ở nơi ẩn náu, ở nơi kín đáo. Còn cái lỗ tai ví như con xấu, bởi vì nó ở nơi mát mẻ, nó ở nơi ẩm ướt. Cũng vậy, cái lỗ tai này nó không khoái nghe những cái lời trung ngôn nghịch nhĩ. Chứ người nào mà nói thẳng nó ngay họ không khoái. Nói sao mà khen hỡi họ, họ làm sao họ làm sai, nói họ làm đúng, cái họ làm vụng về, nói họ làm khéo léo, không vâng. Họ là thích thú, họ không hài lòng. Cái lỗ tai nó khoái cái im ái ngọt ngào. Nó không phải những cái lời nói thẳng, nó không phải những lời nói ngay, không phải. Nó là như vậy. Còn cái mũi giống như con chim, nó đi tìm những hương thơm, nó giống như đi ghe trái cây. Còn cái lưỡi nó ví như con chó nhà,
bởi vì cái nhà nó đưa đi tìm chung trong cái làng, nên nơi làng là nơi có những cái vật thực để nó ăn. Và cái lưỡi này giống như con chó thì thích thú những cái món dù nó hợp ý của nó, dù là những món thôi muốn thối hay là cái món tốt món đẹp, nó vẫn cứ ăn, nó không bao giờ từ chối cái gì hết. Những con chó thường ăn những xác chết cũng có, nó ăn có những cái đồ hư thối cũng có, nó ăn những đồ tốt đẹp cũng có, đi vô làng nó kiếm. Còn con chó rừng này, cái thân này giống như con chó rừng, là vì sao? Vì con chó rừng nó sẽ đi tới tha ma mộ địa để mà nó ăn những xác chết. Cũng vậy, cái thân này sau khi chết rồi người ta ném vô nghĩa địa. Mà thời Ấn Độ thì người ta ném vô nghĩa địa, người ta không có chôn giống như cái dân tộc ở phương Tâm ở Trung Hoa, Việt Nam đâu. Người ta ném vô trong nghĩa địa. Rồi buổi tối những con chó sói nó ra nó ăn uống những cái xác chết này, như cái thân được quý như con chó sói. Còn cái ý này nó được quý giống như con khỉ. Con khỉ nó truyền từ cành này qua cành kia, nó chụp được cái một cái món này xong nó chụp qua cái món người khác. Nó có cái giai thoại là con khỉ mà tới ruộng bắp người ta đó, nó bẻ trái bắp nó không ăn, nó bẻ trái bắp đó ăn, nó cầm trái bắp xong cái nó dục, nó bẻ trái bắp, bắp cát, nó bẻ riết một sạch cái ruộng bắp của người ta, mà nó có được cái gì đâu, cuối cùng nó cũng chỉ được con trái bắp một. Vậy mà nó còn là như vậy. Vậy thì cái tâm mình nó bắt hết cảnh này, bắt hết cảnh kia, bắt hết cảnh nọ, nó gọi là tâm viên ý mã. Tâm như con khỉ mà ý như con ngựa, nó chạy như vậy, đúng không? Bạn thấy không? Thì cái mắt tai mũi lưỡi này nó đắm chìm trong sắc tinh hương vị xúc, được gọi là khúc cây bị nước xoáy chìm xuống. Rồi cái khúc cây này không bị thối rửa ở bên trong, có nghĩa là sao? Là thân ngũ quẩn này, Đức Phật ngài dạy nè, là không giữ gìn cái giới hạnh. Cái người mà không giữ gìn giới hạnh cũng ví như là cái cây nó bị thối rửa mục nát ở bên trong. Mà khúc cây mà thối rửa mục nát bên trong, nó không có làm được gì hết, nó sẽ không có đi đâu được hết, và cuối cùng nó phải rã ra từng mảnh từng mảnh từng mảnh, nó sẽ không thể nào trôi xuống cái biển pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên cái giới rất là quan trọng. Và cái người nào bị phá giới, cái người nào bị hư giới, cái người nào không còn giữ gìn giới, đó là cái khúc cây bị thối rửa ở bên trong. Và như vậy thì nếu cái khúc cây này không có bảy cái điều trên thì khúc cây này sẽ vừa vào biện pháp của Như Lai. Tức là quý vị thực tâm mà không có ao ước được sắc thinh hương vị xúc, không có ao ước mắt tai mũi lưỡi thân, rồi không có ngã mạn, không có tự hào, không có bị cái hoan hỷ với sắc tinh hương vị xúc, hay là không hoan hỷ với mắt tai mũi lưỡi thân, rồi không có tự hào, không có hãnh diện, rồi không ao ước được sanh làm người, không ao ước được sanh làm chư thiên, rồi không có bị sắc tinh hương vị xúc nó quyến rũ, nó nhận chìm, và giữ gìn giới hạnh được trong sạch, thì quý vị sẽ chứng đạt được niết bàn. Vậy là quý vị sẽ chứng đạt được cái thánh đạo dự lưu, thoát khỏi bốn dòng sinh tử, xin lỗi, thoát được khỏi bốn dòng khổ cảnh, và chắc chắn sẽ đạt tới viên tịnh niết bàn. Đó là cái bước đầu tiên quý vị sẽ thực hành được như vậy. Và thưa quý vị, cái bài pháp đến đây chúng tôi nghĩ thì cũng vừa phải lẽ rồi. Bước pháp sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chùa Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hưởng qua bước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chùa Định Huệ này. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được tín tâm dũng mãnh vào pháp của Đức Phật để thực hành pháp cao thượng, cho mau nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn, thoát đi khỏi bốn khổ cảnh. Nương theo quả phước này, xin đem lại xin chia đều đến tất cả chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chùa Định Huệ, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi, và đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó nhận được quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng, xin lỗi, nương theo quả phước này xin đem lại sự tốt đẹp cho thân bằng quyến thuộc đang quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó được tái sinh về nhân cảnh, được kết quả làm người quả chư thiên, và đặc biệt là sống trong giáo pháp của Đức Thế Tôn để thực hành thần pháp cao thượng của Đức Thế Tôn, để sớm độ tận khổ ưu, thành tựu thánh trí. Sau cùng xin chia đều tất cả phước này đến cho chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sằng Khà Giác.